xe đạp đơn giản, thô sơ, nhưng nó là phương tiện của chúng ta, của người Việt Nam, của mỗi gia đình Việt Nam từ hàng trăm năm qua. Và Trường Sĩ Việt Nam đã lưu giữ hình ảnh đó để bảo tồn, để truyền tải tới các thế hệ trẻ mai sau hiểu được hơn về giá trị tinh thần tuyệt vời và giá trị nghệ thuật văn hóa của xe đạp Việt Nam. Mời quý vị thưởng thức tiết mục mang tên Nghệ thuật biểu diễn hình tượng xe đạp trên đài cao qua phần biểu diễn của một diễn viên, vâng, một cháu bé rất trẻ, diễn viên Minh Tiến. Minh Tiến bắt đầu bước chân lên xe, nhưng không phải để đi mà để hãm, để diễn. Thời gian vài phút tuyệt đối không đầm đổ cái xe, không ngã, không chống chân xuống mặt sàn sân khấu. Vâng, cảm ơn các bạn, em đã vỗ tay cho Minh Tiến. Con và các em đã thấy một chiếc đài cao với độ cao tương đối. Và trên cao này có gì thuận lợi, có gì khó khăn, mời các bác các cháu cùng nghe. Trước hết thưa quý vị, một cái sân khấu nhỏ ở trên cao và cái đài cao, người ta thiết kế, các bạn thấy đó, nó không đứng im, nó đâu có đứng im, mà nó có thể quay tròn hoặc nó nghiêng ngả, tròng trành, rất là ghê, rất là mạo hiểm. Bây giờ cái việc mà đằng sau đứng rồi thì là đi lại, di chuyển ở phía trên, làm việc trên đó mà an toàn, đó là điều rất khó. Chúc Minh Tiến thành công. Minh Tiến nhớ nhá, ở trên cao nó khác với ở dưới. Ở trên cao mà sơ suất là cả người và xe sẽ ngã nhào xuống phía dưới, nguy hiểm. Thưa các bạn, các em, động tác đầu tiên trên cao cũng rất là khó. Buông tay ra, ngang tay ra, vỗ tay nào bà con cùng em. Xin cảm ơn. Tự tin lên. Bà con, xin cảm ơn. Đó, khéo. Thưa cô bác và các em, bây giờ thì cháu Minh Tiến đang di chuyển ra phía đầu cái xe đạp. Có thể nói đó là vị trí rất là mạo hiểm. Đó là nơi mà phải biểu diễn rất nhiều chi tiết, nhưng đó lại là nơi mất thăng bằng, mất cân đối.
cố gắng lên. Xin cảm ơn. Vâng, một thế đứng rất dũng cảm. Các bạn, rất khó. Chà, một kiểu ngồi cũng rất là độc đáo. Các bạn lại cho một tràng vỗ tay. Thưa quý vị và các em, chỉ có một cái xe đạp đơn giản, thô sơ, nhưng mà người ta sáng tạo ra rất nhiều động tác biểu diễn. Đặc biệt ở cái điều kiện mà khó khăn, khi cái đài cao kia nó không đứng im. Các bạn nhớ nhá, nó không đứng im, chỉ cần mất thăng bằng thôi là nó quay tròn ngay. Về phía sau thực hiện chi tiết được mang tên thăng bằng trên đầu xe đạp. Thưa quý vị, chắc chắn là khó rồi. Nằm xuống, đưa thẳng hai chân lên, các bạn vỗ tay lên tuyệt vời. Như vậy là trải qua bấy nhiêu phút đồng hồ, Minh Tiến đã giữ thăng bằng tốt. Còn chi tiết cuối cùng thì sao? Thưa quý vị và các em, thử thách cuối cùng với Minh Tiến. Mời Tiến ngồi xuống. Ngồi xuống. Và bây giờ làm cách nào để đưa cơ thể sang phía bên kia cái xe đạp, chui qua khung xe đạp. Nhớ, làm gì thì làm, an toàn là mục tiêu hàng đầu. Co người lại để đưa cái đầu qua, rút ngắn chiều dài cơ thể lại. Tiếp theo, rồi bắt đầu nhích từng cm. Cháy được qua, kéo 1, 2, 3, vỗ tay các bạn ơi, tuyệt vời. Đây, xin cảm ơn cô bác và các em. Như vậy, Minh Tiến đã kết thúc bài biểu diễn rất an toàn và thành công. Cảm ơn các bác, các cô, các chú, các bạn và các em.